Các bác thấy cây này nào? Còn nhận ra không? Hôm ít lâu ấy, cách đây mấy tháng chỉ có gom thấy cái này từ thùng xốp lên đây, bóc cái bệ này ra, đục bổ như thế này và còn tức là trải lại cái bệ, xong rồi bửa nó ra cho nó suôn đấy, cho nó nhìn cho nó hài hòa đấy, và bệ nó to, cái trước nó bị móp móp vào trong này đấy, các bác nhìn thì đấy, hôm làm mình đã vẫn còn cái mệt dây này để vòng ra ngoài đây, để cố định cái mấy cái rễ này cho ra ngoài đấy, thì một cây rất là hay, tất nhiên nó còn vùi sâu thế này, cái đế nó còn rộng hơn, thì các bác xem thì các bác cũng đã biết cái cây này rồi, một cây xanh quê rất là hay, cao đây các bác, cao thì chắc độ 15 phân, nhưng mà cái hôm ấy em chưa cắt vào cái cành này nó ra tận đây kìa, thì nó đang dâm như thế này, để lấy một cây mini nữa này đấy, nhưng mà nó không hợp lý, nó không cân đối với cái tay này, nó đang bị đòn gánh, nó thô quá, nó to, nó dài tận ngoài này rồi, nó làm lệch cái cây thì cần cắt đi. Tất nhiên nó vẫn còn đang thô, thì khi nào cái mầm này ngon lành như bên này thì em sẽ đục đi những cái phần này đi, đục đi sẽ hết đấy, và ngọn này cũng phải ép xuống nữa, giật ngọn lên đây rồi đấy, thì mầm nếp đã phun chốt đầy đủ đúng chỗ cần rồi, đúng chỗ cần đều có hết rồi đấy, một cái cây rất hay, một cây rất hay các bạn nhé, lá đẹp, lá cong tít như thật là lá móng ấy, cong như là móng, rất hay các bác nhé, rất lùn, rất là, rất hay, rất cổ thụ. Đấy. Bây giờ chỉnh thêm một chút nữa các bác nhé, hôm nay sẽ khoe cái con này với một con cục điền, các bạn biết rồi, nhưng mà nay nó nhìn thấy nó sạch sẽ hay hơn, quay tiếp.
Đấy, trong cái trường hợp này thì dùng cái kéo này thì đúng là thô thiển thật, nó bé quá lùa vào. Nhưng thôi quen tay rồi. Đấy các bác, cái cành bên này tức là cái chi bên này là cái chi gần như là xong sớm nhất rồi. Bây giờ là chỉ cắt liên tục, cắt liên tục. Các bác nhìn cảm giác em cắt là nó sớm quá, nhưng mà thực tế là không phải. Cái mùa này, thời điểm này cắt thoải mái và tay ấy đang cần hãm lại và dày lại. Các bác cứ để ý lối chơi mới của anh em bây giờ Hà Nội nhé, nhất là Hà Nội nhé. Tất nhiên thì đúng sai thì không nói, nhưng mà lối này sẽ nhanh hơn và nó hợp lý hơn. Đấy, và nó vẫn đẹp. Còn để lâu bền cái lối chơi này không thì thời gian trả lời các bạn. Đấy. Cái tay này thì buộc phải nuôi thả để cho nó theo kịp độ to của hai cái tay này. Đấy. Xong rồi sẽ cắt đến đây. Đấy. Nuôi chỉ để cắt thôi. Thấy không? Thích không? Đấy, cho một lửa cho các bác cái hình dung không ạ? Cửa quay gần nó to quá. To như thế này thì lại nhiều quá. Mini ít. Mini mà ra cái hồn như thế thì ít. Đây, đây, cái chi này sau đó. Để nuôi to bằng cái khẩu sau này, bằng cái này. Thì sẽ cắt đến đây. Cắt đến đây. Đấy. Thế. Mặt này rất hay, mặt nạ cũng hay, mặt này thì lại buông đậm chất lạc. Mặt trước thì rất là trực lùn, rất là bệ vệ. Sau xử lý cái sẹo này đã là ok luôn. Chốt trước đầy đủ. Đó, các bác nhé. Cười rất hay. Dưới đế nó thích lắm, đế nó rất là phê. Chốt chậu nó nằm. Xanh quê lắm nè, lá rất đẹp. Đấy, gớm mặt đấy. Đấy, ok, để chuyển sang cái đấy. Cái ông này biết kiến bò, biết ông này có quen với các bác rồi. Xong rồi có quen cắt cái bên này, thu ngắn lại. Bên này chờ to thì cũng thu ngắn đến đây. Thu bỏ cái trên để cho nó xuống, vít xuống. Nó lùn lực. Thì cái chi bên này hứa hẹn sẽ xong trước và sẽ cắt giật liên tục. Còn tên bên này thì thả. Thứ nhất là phải cho to bằng cái này. Thứ hai này có chi có giam lại. Còn bên này thì coi như là đã xong phần thô rồi. Cứ thế cắt thôi. Đấy. Cái rất hay nha. Đấy. Đấy. Thôi rồi. Đấy, ví dụ mặt này thì nhìn rõ hơn. Là sẽ phải bỏ được phần này để giật nó xuống. Đến đây cơ. Đó. Vậy rất hay. Cốt chậu của nó nhìn đây. Dễ nhé. Này thì chưa cắt được mới cắt. Mà lúc nào muốn khoe. Bên này thì lúc nào muốn khoe. Ngọn đây. Ngọn thì sau mà có thể làm luôn hai tay một ngọn luôn. Để cắt tinh ra. Và để bông luôn. Tất cả này là một bông. Hoặc là giật cái này đi và có cái chuyển, nhưng mà chắc là để tất cái này là bông luôn, toàn bộ phần này là bông. Người đến mình thở ra co cái cổ, đấy, cổ to, bên này cũng vậy, to và cắt cái bên này. Bên này thì ăn này nấm sẹo rồi, nuôi những cái rễ này thì nhanh lắm, sẹo thì nhanh lắm. Đấy. Cái này cũng tầm 15-20 phân, rất luôn. Làm đôi một quyền điền quê với cây nãy. Đấy. Mới thay đất nhật được một ít thời gian thôi, được độ hơn tháng rồi. Cái cành này thì mấy hôm nữa lại phải cắt vì nó sắp to hơn cái thân mẹ của nó đây rồi. Đấy, mình nuôi cái con thở này là nó to cái cổ này. Cho theo kịp với cái thân lùn lực này. Đấy, chứ để nó bông thì lấy lay được rồi. Thế này cắt luôn, nhưng mà để tương xứng thì phải nuôi. Đúng. Còn cái tay này thì nó tương xứng rồi thì mình cắt dọc liên tục thoải mái.
Mình thì chưa làm được. Bàn luận được lối chơi mới bây giờ thì anh em cứ ra là người ta cắt thôi, cắt giật, gọi là cắt giật theo lối mới, không cầu, không phải là chờ mà là cắt, có nghĩa là dăm là đủ già là cắt, chứ không chờ là phải to, phải lớn sẹo, phải thời gian nọ kia thì mới được cắt, như thế rất là lâu. Bây giờ anh em chơi nó thoáng hơn và nó có cái nét mới, nhìn nó cũng hay. Cứ lục cục 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 ra là hot lắm. Đó. Điền nhé, điền xịn nhé. Đó, rất khỏe. Đó. Rất dài. Đó. Rất dài thì y xanh. Thế, nó này. Méo mó móc mứt. Ui. Đây, chiều này cũng phê. Chân nó bệt như chân quỷ. Chân chậu quá lâu năm, lúc thay đất nó, đất nó không còn cái chất gì nữa, chỉ làm dễ thôi. Trên cái chậu xi măng nó chiều rộng nó bằng này. Đấy. Cảm ơn các bác ạ. Chả có cái mới quay cái cũ. Hy vọng các bác thích. Chúc các bác sức khỏe nha.